Xin chào mọi người, chúng ta đang đi đâu? Chúng tôi đến quần đảo Venus. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đã đến được Venus cùng với câu lạc bộ Chạm Tay Hoa. Đây là doanh nhân Trịnh Quốc Huy, doanh nhân chị Nguyễn Diễm và tất cả những anh chị câu lạc bộ Chạm Tay Hoa. Chúng ta đã đạt được những ước mơ rất là tuyệt vời. Yeah! Đây là doanh nhân Trần Huy, doanh nhân Hoàng Lộc, doanh nhân Dung Nguyễn, doanh nhân chị Ngọc Thì, doanh nhân chị Mai Lan. Yeah! Doanh nhân Bích